Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nối đất. Nối đất có nghĩa là để chúng ta không bị giật các bạn. Ví dụ bây giờ chúng ta xài cái máy, ví dụ ở nhà các bạn có một cái máy tính để bàn, thì cái này máy tính để bàn, cái thùng CPU thường nó làm bằng kim loại, thì mình nó từng nó bị giật rồi à. Thì nói chung á, có thể là bị giật là do cái máy tính để bàn nó bằng kim loại nè, cái thùng máy giặt nó cũng bằng kim loại luôn à. Máy nước nóng à, máy nước nóng thì nhiều khi là cái vỏ nó bằng kim loại mà cũng có loại vỏ nhựa, nhưng mà nếu khi nó bị rò điện thì nó sẽ truyền điện từ nước ra à, như vậy là chúng ta sẽ chết. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chống điện giật các bạn. Chống điện giật có nhiều cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ lắp CV chống giật à. Mà nếu mà CV chống giật nó chúng ta chưa tin tưởng thì chúng ta phải tiếp địa cho nó. Thì các bạn nhìn xem, bây giờ chúng ta có ổ cắm điện, thì thường ở nhà ổ cắm điện chúng ta chỉ có hai lỗ thôi à, có nghĩa là một dây nóng đi vô, một dây nguội đi ra. Chúng ta sẽ thấy một cái ổ cắm điện khác, nó tự nhiên nó có tới ba cái lỗ như cái lỗ này à, một dây nóng, một dây nguội, tự nhiên có thêm cái lỗ bự nữa, mà cái lỗ bự này hình dạng nó khác hai lỗ kia. Hai lỗ kia thì hình nó hình kiểu hình vuông đúng không, cái hình này là hình tròn. Tại sao có cái lỗ hình tròn này có tới ba lỗ? Đây các bạn, chúng ta hãy đọc cái bản vẽ điện sau đây. Ví dụ chỗ này nó ghi nè à, đây coi, đây nó ghi là máy điều hòa không khí 2,5 ngựa đó, có nghĩa là cái máy lạnh nó ghi là 2 × 3,5 + 1 × 1,5. 2 × 3,5 là một dây nóng, một dây nguội có tiết diện là 3,5 mm hết. Một dây e tức là dây tiếp đất có tiết diện là 1,5 mm, nghĩa là cái dây tiếp đất này gắn làm sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách gắn bằng cái đoạn video sau đây. Đoạn video này mình không có bắt tiếng nha các bạn, bắt tiếng nhiều khi nó bị bản quyền, mình chỉ bắt hình thôi. Đây, chúng ta sẽ đem qua bên đây. Đó, bạn thấy là thí dụ như cái ổ cắm này nó có ba cái lỗ. Đây là dây nóng đi vô nè, dây nguội đi ra. Xanh xanh này là tiếp đất. Đó. Bây giờ chúng ta xem đoạn cuối nha các bạn. Rồi xem đoạn cuối đi. Rồi giờ vậy, cái máy này máy cắt cỏ đúng không à, nói chung là máy cắt cỏ, nếu cái máy gì đó thì cái vỏ nó sẽ bằng kim loại. Nhiều khi nó sẽ bị rò điện, có nghĩa là chúng ta tạm chạm vô cái vỏ kim loại của nó thì nó sẽ giật tê tê. Có khi không chết, có khi cũng chết. Nói chung là sẽ bị giật. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem phóng to hình này. Nó có một dây xanh các bạn đó. Ổ cắm điện này nó có 3 lỗ đó. Khi mà rò điện á, nếu mà các bạn có lỗ thứ 3 tức là dây màu xanh á, thì nó sẽ truyền điện xuống đất đó. Từ đây nè, từ đây truyền điện xuống đây đó, nó truyền qua đây. Dây đỏ là dây nóng mà, dây này là dây nguội, dây này là dây tiếp đất nè đó. Thì nó sẽ truyền điện vô đây, truyền tới đây rồi nó sẽ truyền điện xuống đất à. Mà để truyền điện xuống đất á, chúng ta phải có cọc tiếp địa cho nó. Cọc tiếp địa thì bạn biết rồi, trong nhà chúng ta nó có tới ba cái loại cọc tiếp địa. Cọc tiếp địa đầu tiên là cọc tiếp địa chống sét, thứ hai là cọc tiếp địa cho những cái thiết bị sử dụng, ví dụ như là cọc tiếp địa cho cái máy lạnh, máy giặt, nói chung là những cái gì mà chúng ta không muốn bị điện giật á thì tiếp địa cho nó. Cái thứ ba là tiếp địa cho hệ thống điện nhẹ. Hệ thống điện nhẹ là hệ thống internet cáp. Những hệ thống này nó cũng có giật nữa chứ không phải không giật đâu các bạn, nó vẫn có giật á.
Cho nên là chúng ta phải tiếp địa cho tất cả ba hệ thống này luôn. Đó. Thì mình chỉ các bạn nó đi từ cao xuống thấp, nghĩa là như thế này. Hệ thống tiếp địa của cái chống xét á, thì chúng ta đo nó dưới 10 ohm. À, chống xét. Thì chống xét là để không bị xét đánh cháy nhà, thì đo dưới 10 ohm. Tiếp theo là tới cái hệ thống tiếp địa của những cái đồ vật sử dụng, như là máy lạnh, máy giặt á, những cái nào mà cần tiếp địa á, thì chúng ta đo nó dưới 4 ohm. Tiếp theo là hệ thống điện nhẹ, có nghĩa là hệ thống internet. Hệ thống internet điện thoại á, thì chúng ta đo nó dưới 1 ohm. À, vậy thứ tự từ cao xuống thấp là 10 ohm tới 4 ohm tới 1 ohm. Thì bây giờ nếu nói như vậy thì chúng ta cả là ba hệ thống tiếp địa, ba hệ thống cọc đóng riêng nhau các bạn. Đóng riêng với nhau nha. Ví dụ trong quan giả này bạn thấy á, ba cái cọc này là nó đóng cho hệ thống chống xét. À. Còn bên đây nè các bạn. Còn ba cọc thẳng hàng này á thì nó đóng cho hệ thống đồ điện gia dụng. Đó. Còn thấy ba cọc này thẳng hàng đúng không? Còn ba cái cọc này thì nó tạo hình tam giác nè. Hình tam giác này là thường nó đóng cho hệ thống chống xét. Còn ba cọc thẳng hàng này nó đóng cho hệ thống đồ điện gia dụng. Đó, những thứ thiết bị sử dụng á. Máy lạnh, máy giặt gì đó. Rồi. Thùng máy CPU gì đó. Thì trong bản vẽ này nó không có vẽ hệ thống điện nhẹ các bạn, mình sẽ tìm bản vẽ khác nha. Thì nói chung ba cái hệ thống này chúng ta phải làm cọc tiếp địa nó riêng. Có người hỏi bây giờ á, mình làm chung được không? Có nghĩa là tiếp địa chung cho ba hệ thống luôn, chống xét với thiết bị đồ gia dụng á, là đóng bài tiếp địa chung không có được các bạn. Làm vậy là sẽ rất là nguy hiểm cho cái hệ thống những cái đồ vật sử dụng chúng ta, tại vì xét nó có năng lượng rất là lớn, không có xài chung được, phải xài riêng không tích địa. À, đừng đóng chung nha. Đây, ví dụ như bây giờ á, đây mình cho leo đây đúng không? Đó, bạn thấy thí dụ như cái máy cỏ này nó bị truyền điện á, thì dây xanh nè, tức là dây tiếp địa nè, nó sẽ truyền qua ổ cắm này, nó truyền qua cái lỗ thứ ba này, nó truyền dây điện về cái hộp kiểm tra, xong rồi nó truyền xuống đất. Thì truyền xuống đất này á, là đóng cọc địa thứ nhất nằm đây, cọc đồng thứ nhất, cọc đồng thứ hai, cọc đồng thứ ba, nói chung là đóng bao nhiêu cọc đồng không còn biết, mà chúng ta phải đo điện trở của nó dưới 4 ohm là sẽ đạt. Đó. Thì đóng bao nhiêu cọc thì là do bán giải thiết kế quy định nha các bạn. Đó. Thì đóng xong rồi chúng ta sẽ đo, miễn sao dưới 4 ohm thì sẽ đạt. Còn chống xét thì dưới 10 ohm. Đó. Nhưng mà hiện nay ở Việt Nam chỉ xài cái ổ cắm có hai lỗ thôi các bạn. Mình thấy chỉ có hai lỗ thôi. Đó, kêu ổ cắm này nè. Một ổ cắm chỉ có hai lỗ thôi. Đây là ổ cắm 3. À, 3 nghĩa là 3 cái. Hai lỗ nghĩa là cái này cắm được 3 thiết bị điện. À. Thì nếu muốn an toàn thì chúng ta phải xài cái loại ổ cắm có 3 lỗ các bạn. Kiểu này là ổ cắm đôi nè. Nghĩa là sẽ xài được 2 thiết bị điện. Nó có 3 lỗ, tổng cộng trong này là có 6 cái lỗ. Còn cái cách mà tiếp địa thì các bạn lên trang YouTube, các bạn đánh vô là tiếp địa máy giặt thì các bạn xem cái clip này nha. Tại cái clip này mình không mở được, nó mở là nó kiện mình bản quyền, không tốt, đúng không? Mình không mở được, các bạn tự xem nha. Còn cái clip này cũng vậy các bạn. Đó, các bạn đánh vô là di chữ thế này nè để nó mở ra để các bạn xem kỹ hơn. Còn mình mở ra tiếng thì nó kiện mình chết. Như nhiều cái bản vẽ bạn thấy là nó chỉ có ghi dây nóng dây nguội thôi, nghĩa là chỉ có hai dây thôi. Thì nếu muốn an toàn thì khi mà thi công á, khi công nhà chúng ta thì các bạn đề nghị thợ điện đi thêm một dây nữa là thành ba dây đó phải có để tiếp địa. Mà muốn tiếp địa thì chúng ta phải đóng cọc tiếp địa nha. À,
đóng cọc tiếp địa. Cọc tiếp địa thường là những cái gì? Thường là phi 16 nè, chiều dài 2m4, số lượng cọc chỉ giả định, nếu điện chở không nhỏ hơn 4 ôm phải đóng thêm cọc đó. Thì trong trường hợp này, ví dụ như bạn vẽ nãy vẽ là ba cọc này nó đóng xuống đất, cọc là cọc đồng các bạn, đồng thì nó dẫn điện, đồng dẫn điện và nó không có bị oxy hóa, nghĩa là không bị sét á, nên chúng ta sử dụng đồng. Đây cọc đồng thứ nhất nè, cọc thứ hai và thứ ba, liên kết giữa các cọc đồng này là những cái dây cáp đồng trục, cáp đồng á, dây cáp đồng trần các bạn, nghĩa là cái dây cáp này là nó không có vỏ bọc luôn, nó là cáp không luôn. Đây các bạn, cáp đồng trần là cáp thế này, nghĩa là nó có dây đồng không mà nó không có vỏ nhựa bảo vệ bên ngoài đó, kiểu như thế này gọi là cáp đồng trần. Trần nghĩa là nó không có vỏ bọc đó. Ba cọc này đóng này, đóng này đúng không? Rồi liên kết giữa ba cọc này với nhau là dây đồng trần, xong rồi nó kéo vô cái tủ điện thì xong rồi có một dây tủ điện, một cái cáp đồng trần trong tủ điện đúng không? Rồi những thiết bị, tất cả những cái thiết bị dây te, nghĩa là dây tối đất á, là sẽ nối với cái cáp này, nó sẽ đi xuống đất đó. Như bản vẽ này là nó có dây te, có nghĩa là dây nối đất, dây đất tiếng Việt gọi là dây te các bạn. Còn như cái bản vẽ này các bạn thấy nó không có ghi là dây nối đất, như vậy là nó thiếu an toàn. Đây kiểu này đây. Đó.